bột nêm cần no, nấm, tỏi, tỏi, bột nêm, đường, quả ớt. Ở bên đây thì có gia vị, thì có cái nó củ hành nè, củ hành nó gì nè, một cái củ hành gồm có mướp, mướp nghe mấy anh chị, mướp với một con nó cá lóc đó. Mời cả nhà theo dõi và ăn chung với em nha, thì chuẩn bị là món cá ăn cả nhà. Thì củ hành mình đâm cho dập ra nè, thấy anh chị nói đi, nói củ hành đập dập, đâm dập ra rồi đó. Bây giờ mình cho thêm một muỗng cà na nêm vô, muỗng đường vô, muốn ăn bột ngọt thì để một tí vô thôi nha mấy anh chị, ớt vô, ướp vô vậy đó. Đang mình ướp con cá, đưa nó bọc, bao tay bọc coi. Lấy cái muỗng trộn lên nè, trộn lại cho gia vị cho đều đó. Bây giờ trái phạm mà ướp gia vị cả nhà ơi, ướp gì đây, để ướp rồi vô, ướp gì nè, rồi bắt đầu cho nó thấm đi, rồi nồng, nó nồng cay, nước cho thấm con cá đi rồi bắt đầu mình mới con cá. Bắt đầu con cá mình để vô nọ xuống, con cá này chừng, con cá này 600 gram rồi mấy anh chị. Bắt đầu mình ướp gia vị vô nha mấy anh chị, ướp vô mình xẻ ra con cá này nè mấy anh chị, xẻ nó ra, mình xẻ ra cho nó thấm, ướp vô cho thấm ra. Ướp cho thấm ra. Ướp vô cái miệng vô. Ướp vô cái miệng vô. Cho thấm. Cho thấm con cá rồi để mình để cho chừng khoảng 10 phút hoặc 15 phút rồi mình đem đi mình hấp ra mấy anh chị. Dắt cho nó hấp ra. Ướp cho thấm vô nè. Cho thấm con cá rồi chút xíu mình đem đi mình hấp, hấp bầu nha mấy anh chị. Cái đang hai mẹ con hấp bầu, cá hấp bầu. Đây bên đi. Ok. Đây bên đi mình sắp. Quá ngon cả nhà ơi, hấp dẫn quá nhà ơi, ớt hương vị à. Bây giờ đang chuẩn bị vô cái đồ mà hấp ngay cả nhà, bây giờ mà cả nhà theo dõi và chuẩn bị nha. Rồi có hành tây nè, cắt như đông lót ở dưới, lót ở dưới này nha. Của hành tây nè, sắc bự bự đâu mình đó chứ cái nồi á anh chị. Sắc chứ cái nồi mình đó. Còn cá mình ướp 15 phút rồi, có 10 phút 15 phút đi. Rồi mình cái bầu nè mình thét cho hết, thét cái bầu ra cái mình để con cá vô, mình để con cá vô như nè mấy anh chị, rồi mình để bầu vô vét cho hết ở đây luôn, cho nó thấm cho hết cái dưới, ướp gia vị cho thấm hết rồi ha. Cái đầu mình móc cái bầu, cái bầu này hơi nhỏ quá, cái lóc hơi bự, cái bầu làm vậy đi. Bầu nè mình phét nè nha anh chị, phét vậy nè, cái đầu của mình đắp nữa.
rồi mình lấy đồ mình cuột lại. Có đồ cuột không? Để mình hấp. Cái cọng sả. Mẹ em bây giờ đang cuột con cá cho Linh nha. Đang cuột con cá lại. Cái gì này nó hơi hụt nữa. Đợi chết mẹ. Hơi hụt, hơi dây xả. Mày vậy đó, cái đầu mình lấy dây mình cuột lại. Cái này mà mình hấp kiểu mà. Chứ đáng lẽ mình ta xẻ ra, ta cắt cho lót ở dưới mình ho. Làm riêng lần đi. Cuột chắc vô. Cuột cho nó chắc vô. Có cái bao tay khó cuột đó. Cái đầu mình quay qua. Bên này cuột lại. Nên mình bao hai cái bao tay này đi rồi. Bao hai bao tay khó quá. Khó. Đó, còn để đi. Để cho nó thấm đi. Yeah. Để qua cắt củ hành để dưới. Rồi sạch. Hành nữa. Hành để mình lát mình sắc ở bên trên. À, rồi mình để con cá vô nè anh chị. Để vậy nè, trái bầu với con cá để vô. Đầu để vô nồi rồi mình hấp. Mình lót ở dưới rồi mình hấp. Nước này nè, chế cho hết nha. Dưới nè. Dưới nè, dưới nè. Nước này nè, nước trong thau nè, cá nè. Dưới vô. Dưới vô cho nó thấm, cho nó ngon vậy nè nha mấy anh chị. Thấm vậy nè. Mẹ bây giờ bà đang là nó hấp con cá nha cả nhà. Nè. À, để con cá vô hấp vậy đó nha. Trong vòng là nửa tiếng nha cả nhà. Bây giờ hẹn cả nhà chút xíu thì gặp lại cả nhà nha. Thầy để chén vô luôn. Nóng bự quá rồi các bạn. Để củ hành vô. Cho nó thơm hết củ hành mà tím vô thêm. Xin chào cả nhà, bây giờ bầu em bị nó chín rồi, gọi nghe chứ nha. Cá em bây giờ chín rồi nè, dĩa rồi chín chơi nè. Đó. Bây giờ đang chuẩn bị là lấy ra cái nhà đem ra dĩa. Bầu rượu luôn rồi. Bầu rượu rồi. Cái này đang mình cháy mỡ rồi vô. Trời ơi. Quá ngon cả nhà. Quá thơm cả nhà. Múc nấm rồi ra nè mấy anh chị. Nấm rồi ra mình để lên trên cho nó ngon. Hành đồn để vô. Quá ngon nha cả nhà. Mò ngon cả nhà. Thơm quá. Để tiêu, để tỏi lên. Tỏi sấy nè nghe anh chị. Để tỏi sấy lên trên. Quá ngon nha. Ôi trời ngon. Hấp dẫn quá nhà ơi. Tỏi sấy rồi để lên. Rồi bây giờ mình để rau lên. Để ngon. Để rau cần thuốc bắc rồi lên. Thank you.
Quá thơm cả nhà, bố này quá hấp dẫn cả nhà. Quá ngon cả nhà ơi. Hấp dẫn quá. Được được nè. Ngon. Đẹp. Rồi. Thấy. Ngon không? Ngon. Quá ngon cả nhà ơi. Kèm theo một dĩa nước mắm nghe cả nhà. Quá ngon. Cá chín này. Một dĩa nước mắm đây hả? Bây giờ thì món em chín rồi nghe, bây giờ chuẩn bị thì mời cả nhà nghe. Mời nhà ăn chúng em. Bây giờ chuẩn bị vào ăn cơm cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm chung quý em nghe. Thì gặp hai mẹ con em. Gặp riêng cá lóc á. Ngon luôn đó nè. Hết cá luôn đi. Buổi chiều ăn thấy hai con không? Ngon nè. Ngon, béo ngon. Ngọt lắm. Mẹ này tí bẩn nè. Chào dạ, dạ. Béo ăn mà ha, cá nướng nướng ngon quá. Nướng ngon. Cá này mẹ ăn mà mua cái bún tạo mà để vô hấp luôn mà. Nên hấp bầu rồi ra bầu, không hấp bún tạo nào ra cái đấy. Mà mới có hấp bún tạo. Hai cái nhà. Chấm nước mắm mà. Em cảm nhận không? Nước mắm này nước mắm cá linh nó ngon. Nước mắm chăm mà cá linh á, mấy anh chị. Mời nhà ăn cơm chiều chúng em. Uống bánh cầm ở nhà. Uống bánh cầm. Cái lóc này mua về bắt đầu cái đem nha. Dạ là vậy đó. Cái bắt đầu đem đi nấu. Ngon quá. Ngon quá ngon. Bữa nay hấp bầu ngọt quá. À.
núm rồi vô ăn cái đậu con cá. Ăn hết cơm luôn nha. Bữa nay tính làm biết sớm rồi nó tại vì mai nó con em đi công chuyện á. Tôi tiêm thuốc ngừ hả? Tiêm tiêm vaccine hả? Tiêm thuốc ngừ. Tôi tiêm vaccine tới thư về trễ. Phải là clip hơi trễ nha. Nó lộn. Đi tiêm vaccine phải là tiêm thuốc ngừ. Tiêm vaccine nên tiêm thuốc ngừ. Bầu vô cá này không ngon. Ăn miếng bự bự lên nè. Để ăn cá không? Bỏ ăn cái bự bự vô dẻ bự bự ăn đi. Đâu có ai ăn đâu. Mình ướp trước gì nào rồi mình làm đi hắt vậy đó, ngon. Ướp thì vô á mì hấp nó thấm vô ngon ha. Cá mình đi ngon mặt em mời cái nhà ăn chúng em nha. Hai cái nhà mấy anh mấy chị mấy gia đình à. Gặp hai mẹ con em làm cái clip gì nhầm mà nó mấy anh mấy chị cũng bấm nút like dùm cho em hai mẹ con em. Em cảm ơn mấy anh mấy chị. Thì vậy, vậy, vậy là con cá sao nhường cho ăn nha. Vô thịt chứ. Cá ngọt. Cá ngon quá. Cá hấp bầu này thịt này nó ngọt mà nó ngon. Người ta đi chén cơm thôi. Ớt cũng cay nó ngon. Có ớt vô nó mới ngon, không có ớt thì không ngon. Ngọt quá ngọt. Giờ này mình muốn có mấy con nổi luôn. Ở quê giờ này là muốn có mũi nữa. Ở quê thì có mũi, ở thành phố thì nó có dịch. Ngon không? Ngon. Nên cá lóc thấm bầu ngon.
có hai mẹ con mà mua cá này vừa ăn. Cá này 600 gram. Nước không ngọt nghe. Vừa ăn đó. Ăn buổi chiều bữa một. Tuyệt hơn nữa mà. Ngon quá mẹ ơi. Quá ngon. Con cá mà thật ngon cái mà. Ấp vô thịt đi. Thấm luôn rồi. Hết con cá luôn ấy. Hấp nước vào luôn cho. Dĩa cá luôn. Quá ngon cái nhà ơi. Quá quá phải luôn. Nhưng mà cay quá, cay quá, cay cay là cay này cũng vừa ăn ăn nhiều nhiều vô ăn cá ăn nhiều nhiều vô có hai mẹ con nào nè nè gấp miếng bự rồi luôn nè để ăn luôn đi hết miếng bự cho ăn miếng bự luôn đó. Ăn đi tóm ăn đi ta cá lóc đồng đúng không? Cá lóc đồng thịt nó ngon mấy chị. Cá lóc đồng nó không có bự, nó nhỏ vậy á. Tại mình ở quê mình kiếm lóc đồng ăn ngon. Cá lóc đồng nó không có bự luôn. Có nhiều con bự thì ta ký vô. Sáng người ta đi xịt cứ đi ngang người ta kêu mua không có lóc ngon quá ngon quá bộ mà hay vậy thấm vô thấm vô thấm vô ngay nghe thấm vô tại vì mình ướp con cá đó thấm vô. Em xin chào cả nhà nha, và xin chào mấy anh quản chị xem video của em làm về một món là cá lóc hấp bầu ăn với bữa cơm chiều nay. Thì em cũng chân thành em cũng cảm ơn cả nhà đã đến xem và nguồn like của em về món mà cá lóc hấp bầu. Mấy anh quản chị có yêu thích về món cá lóc mà hấp bầu này thì mấy anh quản chị nhắn cho em lời chia sẻ và nhắn cho em một like, động viên cho em làm thêm được một cái clip nữa ạ. Thì hẹn cả nhà thì chúng ta sẽ gặp một cái clip khác. Bây giờ thì em chào tạm biệt mấy anh quản chị, chào cả nhà nha, bye bye. Chào anh mấy chị nha, bye bye. Còn khúc đuôi nữa, còn khúc đuôi nữa ăn cho hết.